Đây là bộ phim về Gigachad nhưng hơi tồi. Dụ một thằng nhóc làm vũ công thoát y, tán chị của nó, rồi bỏ nghề để đến với chị của nó và kệ thằng nhóc tiếp tục làm vũ công thoát y. Có lẽ như thế thì bạn sẽ đồng cảm một chút với Mike. Đây là Mike. Bạn có thể nghĩ cuộc đời Mike đang nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn khi tỉnh dậy hai em cắp hai bên. Nhưng không, sáng nay Mike phải đi làm đàn em cho thầy Lộc Phu Hô trước cái nắng của Tampa, Florida. Ở chỗ làm của Mike hôm nay có một người mới. Đây là Adam. Và mới ngày đầu Adam đã gặp rắc rối với thầy Lộc vì đã thó hai lon Pepsi trong khi thầy bảo là chỉ được lấy một lon thôi. Adam chán nản ra về thì phát hiện con xe cà tàng của mình tự dưng lăn ra hỏng. Mai thấy thế thì tốt bụng, cho thằng cu đi nhờ xe. Trên xe, hai anh em tâm sự. Adam nói mình vừa mới bỏ học đại học, không biết sẽ làm gì với cuộc đời, vơ vội mới được công việc này, mà không biết Mai sẽ đi đâu về đâu sau sự cố ban sáng. Về đến nhà, Adam phải tìm cách nói giảm nói tránh với chị về việc tại sao Mai mình không thể tiếp tục đi làm phụ hồ. Cậu bảo chị Brooke cứ yên tâm, Adam sẽ kiếm được việc sớm thôi. Nhưng trong thời buổi cơm áo gạo tiền như thế này thì yên tâm là điều duy nhất mà chị cậu không thể làm. Đến tối, Brooke có hẹn với bạn trai và định dẫn Adam theo, hy vọng anh ta mồi việc cho thằng cu được. Nhưng mà bạn trai Brooke là một tên xấu tính, khoe khoang khoác lác và không đáng trông cậy. Adam chịu đựng không nổi, cậu đứng dậy bỏ đi, lang thang không biết sẽ làm gì cho đến hết buổi tối nay. Cậu va phải Mike, người đang đứng ngoài một quán bar sàn rung lắc. Adam xin Mike cho vào ké. Có lẽ cậu nghĩ rằng được múa may một tí sẽ cảm thấy đời mình bớt tệ. Mike lúc đầu không muốn, nhưng sau thấy tội nên cũng dắt thằng em vào. Bí mật dần được bật mí. Làm gì có ai sáng làm thợ xây tối lên bar đâu. Mike vào đây để tiếp thị cho câu lạc bộ đêm mà anh làm việc, chuyên phục vụ các quý cô quý bà. Và tất nhiên là với gương mặt trai tân của Adam thì có mà hút các chị như nam châm hút sắt. Mike bèn dẫn Adam về quán, gặp Dallas, xin cho cậu làm chân chạy vặt để kiếm tí đồng ra đồng vào đêm nay. Mike dẫn Adam vào hậu trường, rồi giới thiệu với Adam những người đồng nghiệp của anh: Ken, Tito và Tạc Răng. Và không thể không kể đến Richie Cư Bụ. Họ là các vũ công thoát y nam làm việc dưới trướng Dallas trong cái hộp đêm dành riêng cho phụ nữ này. Ở đây Mike không phải là một thằng phụ hồ vô danh, anh là một ngôi sao. Mike ma thuật. Đũa phép của anh dài 6 inch hơi cộm khi mặc quần, và anh là tâm điểm của hộp đêm này. Từng người lên biểu diễn, nhưng đến phần của Tạc Răng, ông chú đã ngã gục từ lúc nào vì say rượu. Mike đánh thúc Adam ra ngoài câu giờ, và ai ngờ đâu chính sự vụng về ngơ nghịch của cậu, sự to gan đút lưỡi khách của cậu lại làm các chị em khoái. Adam cứu được màn biểu diễn của Tạc Răng và trở về với một cái xịp nhét đầy tiền. Sáng hôm sau, Mike mới đưa Adam về nhà. Anh gặp Brooke lần đầu, nhưng chưa nói chuyện được bao lâu thì Mike đã phải dẫn Adam đến gặp Dallas để ông chủ đánh giá xem Adam có tương lai hay không. Và đúng như Mike đảm bảo, cậu có tố chất thật. Hội anh em dẫn cậu đi mua xịp 7 màu để chuẩn bị cho ca làm tối hôm đó. Cậu mang đồ về nhà thì bị chị gái nhìn thấy hết đồ hóa trang. Chưa kể chỉ còn bắt gặp Adam đang cạo lông chân. Gớm đã thế lại còn cạo lông chân nữa. Brooke tưởng em mình được đánh thức xu hướng thật, nhưng Adam thanh minh rằng đây hoàn toàn là phục vụ công việc mà thôi. Tất nhiên là Brooke không tin, nên đến tối thì cô đến hộp đêm xem thử đen thế nào lại ngay lúc Adam biểu diễn. Làm cao bồi cưỡi các chị, Brooke gặp Mai. Cô đưa ra tối hậu thư rằng vì Mai kéo Adam vào cái trò đời này nên anh phải bảo vệ cho cậu. Tất nhiên là Mai hứa với Brooke rằng anh sẽ chăm sóc tử tế cho Adam. Chị Adam ở lại một lúc lâu, đủ để thấy hứng thú với những điệu nhảy của Mai, và lại càng quá đủ để thấy những màn biểu diễn gợi tình đi kèm với nó, làm cô khó chịu. Sáng hôm sau, Mai mang số tiền dành dụm của mình đi chứng minh tài chính để đăng ký ngân hàng một khoản vay. Chẳng là Mai cũng chẳng yêu thích cái công việc hiện tại gì cho cam. Anh vẫn luôn mơ ước dành dụm đủ vốn để tự mở một cửa hàng nội thất handmade. Nhưng ước mơ ấy vẫn chỉ mãi là ước mơ. Mai không biết bấu víu vào đâu để bỏ công việc thoát y, lại càng không thể chứng minh tài chính để vay ngân hàng. Ngày vẫn qua, và Mai vẫn tự hỏi không biết rằng bao giờ mình mới có thể lật sang trang mới. Ngày quốc khánh, Mai rủ chị em Brooke và Adam đi biển chơi cùng hội anh em xương máu. Đến chiều, Brooke và Mai đi dạo bên bờ biển, tâm sự về Adam, về chuyện đời, về những nỗi lo của Brooke về em trai mình. Lại một lần nữa, Mai quả quyết với Brooke rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu bé. Trước tiên là Mai muốn cô yên tâm với cậu bé, nhưng thực ra là anh muốn Brooke yên tâm với mình nhiều hơn. Đêm hôm ấy, sau show diễn đồ lính nhân ngày quốc khánh, Mai mang Adam về trong tình trạng say quắc cần câu. Anh gặp Brooke và ông người yêu cổ cồn trắng. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong Mai. Anh về nhà, gọi điện cho FWB của mình, mong rằng lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn khi ở bên một người phụ nữ khác. Nhưng lang lang chạ chạ cũng chẳng làm lòng dạ bớt cô đơn. Adam dần lún sâu vào đời sống về đêm của các vũ công thoát y. Ngày ngủ đêm bay, chìm trong những tiếng nhạc sập sình, sực nức mùi rượu mạnh, vây quanh bởi đàn bà và những tờ tiền ba nhầu nát. Trong một buổi tiệc tại gia đình của Dallas nhân ngày mưa bão, ông tiết lộ kế hoạch sẽ dẫn anh em đến thành phố lớn, rời Tampa mà chuyển hộp đêm lên Miami, The Magic City. Trong khi Dallas đang thuyết phục Mai về sự thay đổi đột ngột này, Tobias, DJ của hộp đêm, gạ Adam khởi nghiệp. Đến tháng 8, Adam đã dành dụm đủ thay con xe đồng nát của mình bằng một con bán tải đen nhánh mới có. Chưa kể còn thơm mùi tiền, ba anh em lái xe đi công viên giải trí ăn mừng. Một cái gì đó nảy nở giữa Brooke và Mai, nhưng có lẽ là cả hai chưa nhận ra được điều đó. Một buổi tối, Mai và Adam mặc trang phục cảnh sát đến phục vụ tại gia cho một hội nữ sinh đại học. Mai không biết rằng Adam đã là chú thỏ trong mỏ kẹo ke.
mang cả ba lô hàng nhận từ Dallas và Tobias đến đây giao. Một thằng trong bữa tiệc thấy không vui lắm khi Adam dúi kẹo vào mồm bạn gái nó, nên lập tức gây sự, làm hai anh em bỏ của chạy lấy người. Mai biết Adam làm gì thì phát hoảng. Anh không nghĩ rằng chỉ trong có mấy tháng mà Adam đã thay đổi đến thế này. Mai đưa thằng nhóc về hộp đêm, gặp Dallas và Tobias. Dallas vạc cho hai thằng một trận vì đã làm mất thuốc thì chớ, lại còn không thu tiền. Mai và Dallas bắt đầu battle rap. Đừng mà làm bậy là mắt dính lẹo nhé. Thằng nhỏ bé xíu mà bắt nó đi bán kẹo ke, có vẻ là mày muốn ăn xong phí cước. Muốn nhiều tiền thì phải thả nó vào ly nước. Mai nhận ra bản chất của tên khốn chỉ biết đến tiền này, nhưng anh không thể cứ thế mà quay lưng bỏ đi được. Chán nản, anh lại lún sâu thêm vào rượu và gái để quên đi sự ngổn ngang ngoài đời lẫn trong lòng mình. Một buổi sáng, Brooke tìm đến nhà Mai và thấy em trai mình đang mê man dưới sàn, nồng mùi rượu và chắc chắn là đã chơi không ít thuốc. Cô phát điên, chửi rủa Mai là thằng thất hứa, rằng anh chỉ biết nói hay nói giỏi, chứ cuối cùng vẫn chỉ là thằng vũ công thoát y quá tuổi 30. Cô chở Adam về, nói với em trai rằng mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Khi hai chị em Adam đi khỏi, Mai ra ngoài biển. Giờ thì Mai đã tỉnh rượu. Anh nghĩ ngợi rất lâu về những gì Brooke nói. Mai về nhà, thấy một con xe lạ ở ngoài cửa. Mai chạy lên nhà thì thấy căn hộ của mình tan hoang. Tobias dắt theo hai thằng đầu trâu mặt ngựa, bảo là của bên buôn hàng gửi sang thu họ của Adam. Tất nhiên là hai thằng này không nghe lời Tobias, vì chúng nó có làm cho hắn đâu. Bây giờ Tobias mới tiết lộ cho Mai rằng đống kẹo mà Adam đánh mất hôm trước có giá trị những 10.000 đô. Lại một lần nữa không biết phải làm gì, Mai lấy hết mớ tiền dành dụm startup để trả nợ thay cho Adam. Chứ không thằng cu chỉ còn 7-8 ngón tay thì khó mà hành nghề. Xin khất với đám này thì có mà toang. Mai đến tìm Adam nhưng chỉ gặp Brooke, báo với anh rằng Adam đã dọn đi nơi khác ở. Mai không chịu được sự lạnh nhạt của cô, anh bèn sổ hết ra với Brooke. Mai xin lỗi cô vì đã không bảo vệ Adam như đã hứa. Anh nói anh cũng muốn thoát khỏi cuộc sống này lắm chứ, rằng anh không muốn phải trở thành một thằng vũ công thoát y ở tuổi 40. Miami chỉ là bước đệm để anh có thể dành dụm đủ tiền thật sự theo đuổi ước mơ của anh. Brooke trả lời rằng đến anh còn không tin vào việc đó thì làm sao cô có thể tin anh được, rằng Miami cuối cùng có khi cũng chỉ là một cú lừa, rằng cuộc sống của Mai và Adam vẫn sẽ thế, chỉ là hào nhoáng và trác táng hơn. Brooke không sống được như hai anh em nên cô sẽ là người ở lại. Sau một hồi tìm kiếm ngoài bãi biển, Mai gặp được Adam. Nhưng sau khi nói chuyện một lúc, anh nhận ra mình chẳng thể nào khuyên nổi thằng em nữa. Dù Adam vẫn rất biết ơn Mai, nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ làm anh ấy bớt tội lỗi, rằng mình đã kéo một đứa trẻ vô tội vào cuộc sống mà chính anh cũng muốn thoát ra. Đêm hôm ấy là buổi diễn cuối cùng của Dallas và hội anh em xương máu ở Tampa. Trong phòng thay đồ, Mai nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những gì anh đã làm và sẽ làm, và anh nhận ra Brooke nói chẳng sai chữ nào. Mai lẳng lặng ra khỏi cửa, lên xe rồi biến mất. Dallas trở về sau cánh gà, được Adam thông báo rằng Mai đã bỏ đi. Dallas kéo Adam dậy, bảo cậu giờ Mai đi thì Adam sẽ là ngôi sao. Tất nhiên là Adam sao mà cưỡng lại được lời của con cáo già Dallas. Trở lại với Mai, anh đã đến được nhà Brooke. Mai nói mình cần nói chuyện với cô. Anh nói với Brooke rằng anh nhận ra những gì cô nói đều đúng, và anh quyết định mình sẽ bỏ việc, sẽ thôi không làm vũ công thoát y nữa, sẽ không đến Miami làm gì cả. Anh sẽ ở lại đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Đến lượt Brooke, cô nói rằng mình đã chia tay bạn trai, và liệu Mai có muốn đi ăn với cô không. Tất nhiên là Mai đồng ý, nhưng có một điều là giờ đã là giữa đêm, và quán ăn yêu thích của cô thì đến sáng mai mới mở cửa. Từ giờ đến lúc đó làm gì thì cô không biết, Mai thì biết. Thế nên anh mỉm cười và chuẩn bị lôi cây đũa phép 6 inch ra để dùng đúng chỗ. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.